Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với uh, kênh của Big Veni Aki. Ngày hôm qua thì uh, ngày hôm qua và ngày hôm kia ấy thì tôi có làm video phân tích về uh, hai ngày thi đấu 2 và 3. Uh, tuy nhiên thì có một số điểm mà mình chưa nói hết ở trong cái video đó và có một số bạn có đặt uh, một số cái thắc mắc không phải thắc mắc mà thật ra có một số bạn đặt mấy câu hỏi về riêng WOG và đó là lý do vì sao mà mình sẽ phân tích thêm ở trong video này để bổ sung cho cái cái ý ở trong video thứ ngày 3 và ngày 2 hai cái ngày WOG thi đấu thì với các bản thì các bạn hỏi có chung một cái cái câu hỏi là theo quan điểm của tôi thì đây đã có phải là phiên bản WOG tốt nhất À, trong những năm qua chưa, tức là chúng ta sẽ tính từ thời điểm mà WOG quay trở lại thi đấu chuyên nghiệp vào đầu năm 2023 Và những cái sự gọi là tiến bộ của WOG, của phiên bản tại uh, chung kết thế giới 2024 này, tại FIFA World Series Global 2024 này Thì nó là những cái gì, à, tôi có thể chỉ ra cho các bạn xem đấy không thì Tất nhiên là cái lượng người quan tâm đến WOG rất là cao và đó là lý do tại sao mà mình cũng sẽ... Uh làm cái video này đầu tiên ấy một trong những cái cải thiện so với chính wg năm ngoái ấy, đó là về mặt chiến thuật năm ngoái thì wg họ có một cái chiến thuật mà nó cái tôi đánh giá là nó tương đối khép kín nghĩa là năm ngoái khi mà wg chơi năm 2023 ấy, thì wg họ chơi theo một cái phong cách phụ thuộc vào vấn đề à, có hai cái mà wg họ khá phụ thuộc một là cái à, yếu tố về à, mặt phòng ngự đấy tức là wg năm ngoái họ chọn một cái lối chơi nó có ít có tính đột phá hơn và để đảm bảo được cái vị trí của mình trên bảng xếp hạng cái thứ hai nữa là năm ngoái thì à, từ cái giai đoạn trước khi mà cái hệ thống su nó được làm lại thì tức là cái hệ thống giá cả trong game ấy nó được làm lại tại OB40 um, OB45 thì từ trước giai đoạn đấy ấy, thì từ khoảng OB39 OB45 thì tất cả đội họ đều chơi theo phong cách gọi là loot su gacha và cái phong cách loot su gacha này ấy, nó nó ảnh hưởng đến lối chơi WOG rất là nhiều. Tất nhiên thời điểm đó thì ở thời điểm đó thì, uh, thì WOG họ đang chơi với cái đội hình với từ cos với Dolphin với Cyrus kelin thì cái yếu tố cái yếu tố gọi là cái yếu tố uh, uh, gọi là điều khiển lối chơi tức là cái nhân tố xoay quanh cái đội hình của wg lúc đấy là the ghost và Killin, thì à, the ghost và và dauphin là hai cái người mà điều phối cái chiến thuật của wg lúc đấy còn cyrus và Killin thì đọc vai trò là những ngòi nổ đấy tuy nhiên ý, thì bởi vì là the ghost và và dolphin thì họ đã chơi game trong một khoảng thời gian rất lâu rồi và cái mindset của họ đã được định hình theo một số những cái meta trước đây. Vì vậy nên là khi mà đặt cái trách nhiệm vào cái bộ đôi là cyrus killeen làm nhiệm vụ bùng nổ ấy thì nó nó là chưa đủ đấy về cơ bản nó là chưa đủ nhưng mà mùa này ấy, thì wg có một cái hay là họ bổ sung thêm hai tay bắn mới rất là tốt đó là allen với Xbo thì cyrus và killeen ấy được đóng cái vai trò đấy, tức là cyrus killeen mùa trước đã có phong độ rất cao rồi nhưng mà mùa này ấy, thì cyrus và killeen được đóng cái vai trò là mỏ neo tức là cái vai trò giữ sự ổn định trong lối chơi còn đặt cái vai trò bùng nổ vào cho à, vị trí của uh, Allen và x -Ball. Thì cái này đó là những cái tài năng trẻ Và trình độ các bạn rất là tốt Và điều này nó giúp cho cái lối chơi của WG Những cái khả năng giao tranh họ nó linh hoạt Nó mượt hơn rất là nhiều Mùa chơi chúng ta cũng có nhiều thời điểm Mà chúng ta có thắc mắc về số lượng sát thương Và đô hay là vị trí của Của The Cost tạo ra Thì nó chưa đảm bảo được Cái tổng số lượng sát thương cần thiết Đấy, ở trong những cái giao tranh và có rất nhiều trận đấu thì bị phụ thuộc vào Cyrus và Kylin nhưng mà các bạn hiểu ấy nó cũng giống như là trong một đội bóng đá ấy, thì không bao giờ có một người không không thể có một đội nào mà tất cả mọi người cùng chơi tốt cùng một lúc được đấy và mỗi người sẽ có phong độ khi này khi kia nhưng mà đối với trường hợp của Alan Baseball thì khi được đánh được đóng vai trò là ngòi nổ trong lối chơi thì họ cũng làm rất tốt và Cyrus Kylin thì họ cũng đang có những sự tiến bộ nhất định so với chính họ trong những mùa trước thì một trong những cái đầu tiên mà tôi nghĩ là thành công của WG đến thời điểm hiện tại trong năm đấy là bổ sung được vào vị trí X-Ball allen thì mùa này cũng đã có thêm cho mình đó là kinh nghiệm chơi rồi đấy, thì đấy là một trong những cái mà tôi nghĩ là ảnh hưởng rất lớn là họ bổ sung thêm được đó là allen với X-Ball và cái quan trọng là cái vị trí chơi của Allen và đóng vai trò là ngòi nổ ở trong lối chơi. Trong khi đó thì Cyrus Glynn mùa trước họ đã bắn rất hay rồi. Đấy, nhưng bây giờ bắt họ vừa là ngòi nổ, bắt lại họ vừa giữ được sự ổn định là một điều rất khó. Thì Cyrus Glynn họ đóng cái vai trò là mỏ neo cho lối chơi của WG mùa này. Thì coi như là WG có được bình một đội hình rất là hoàn hảo có mình bộ hình rất hoàn hảo và cái mindset tức là cái tư duy của cả bốn tuyển thủ này đều là tư duy theo meta mới và điều này nó phù hợp với cả cái việc là WG phát triển và cái lối chơi đấy là điểm thứ nhất coi ra về mặt nhân sự đi về mặt chiến thuật thì mùa này sau khi mà the ghost lui lại để đảm nhiệm cái vai trò chiến thuật uh, cho wg thì wg họ đã có những cái nước đi ở sáng nước hơn đấy thì ngày hôm qua những cái tình huống mà wg di chuyển ví dụ như cái tình huống này thì wg họ họ đã rất hiểu rằng là brunel the sport và twitter smile rất có thể sẽ kẹp họ vào trong khu vực ngã ba và chiếm lấy đó là cái cái trạm um, vũ khí ở ngoài khu vực ngã ba thì wg họ đơn giản là mở một cuộc tấn công vào phía À, khu vực thành phố tất nhiên là vào thành phố này thì gặp đội nào bắn đội đấy thôi cái này tình huống này tôi sẽ không bàn tới tại vì dù ở đây là attack round hay ở đây là ma như là lời giải thích Uh, của 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 ma the ghost ở trong cái uh, đoạn mà bạn ấy trò chuyện trên uh, mạng xã hội hay là đây là wg à, hay là đây là woe spot thì tất cả các đội nào xuất hiện ở đây thì wg đều sẽ bắn thôi vì mục tiêu wg ở đây không phải là đi săn các đội nào mà họ tụt mục tiêu họ là chiếm được cái trạm vũ khí ở khu vực này để cải thiện thêm về lượng đồ tại vì là trạm vũ khí ở trong cái trạm vũ khí ở trong cái uh, Meta hiện tại nó rất quan trọng vì nó có uh, vũ khí nổ đấy thì nó là một điều rất quan trọng thì đấy là một cái cải thiện về cái gọi là cái cái uh, chiến lược của WG tức là bây giờ WG họ biết chính xác rằng là đối phương sẽ làm gì và mình nên làm gì trong tình huống di chuyển và cái khoảng thời gian mà cần phải di chuyển nó là khoảng thời gian nào thêm một cái nữa thì như tôi cũng đã nói rồi là WG họ cũng khá tinh tế và và có một cái sự mạo hiểm nhất định ở trong lối chơi bởi vì bây giờ họ để cho hai thành viên trẻ đó là Allen và Xport những người mà có kỹ năng rất là tốt tôi sẽ nói thêm với Expo ở ở trong một cái đoạn tiếp theo nhưng mà khi mà Alan với Expo là những người mà được giao cái trách nhiệm làm ngòi nổ ấy thì họ hoàn toàn tự tin yên tâm là nếu như chẳng may họ có mắc sai lầm trong một hai ván đấu thì đấy cũng không phải là vấn đề gì vì Cyrus và Kilin cái, cái bộ cái đôi cánh mà mùa trước giúp cho WG bắn tốt từ 2023 thì họ vẫn sẽ đủ sức để bù vào cái lượng sức mạnh mà mất đi trong trường hợp mà Allen với Xbo có những tình huống chơi quá mạo hiểm. Tức là trong trường hợp mà Allen với Xbo đều chơi tốt thì đương nhiên là WG họ sẽ có đối bình một cái bộ tứ mà có khả năng gọi là khuấy đảo cái đội hình của đối thủ thì đây cũng là một cái rất là tốt Thật ra thì Free Fire cũng là một cái tựa game mà đợt trước có một cái tranh cãi của các bình luận viên về việc là à, của, của các uh, huấn luyện viên ở trên mạng về việc là đối với cả Free Fire ấy, thì chiến thuật và kỹ năng cái nào quan trọng hơn thì thật ra ấy, uh, Tôi nghĩ là chiến thuật trong trong Free Fire nó chiếm khoảng 30% và kỹ năng nó chiếm khoảng 70%. Tức là ví dụ như các bạn có một chiến thuật tốt, các bạn có một chiến lược tốt nhưng các bạn vẫn thiếu đi kỹ năng thì các bạn sẽ giống như kiểu trường hợp của Reta Esports. Đấy, ở giải này chúng ta nhìn thấy là có một số đội chạy bo rất tốt nhá, như là Reta. Reta là một trong đội chạy bo rất tốt hay COG đội chạy bo tương đối hay. Nhưng vấn đề của Reta và CLG là kỹ năng của các tuyển thủ yếu đấy và điều đó nó khiến cho cái việc mà họ có những tình huống dứt điểm đối phương ấy nó không được tốt nhưng trong khi một số những đội mà có kỹ năng rất cao như Borussia melter sport thì thậm chí là họ còn chơi thậm chí là nhiều khi bru họ chơi còn không cần phải theo bài vở gì cả về đơn giản là có một số trận bru họ đi đến đâu họ bắn đến đấy và họ dùng kỹ năng để họ đè cái vị trí đứng tốt của đối phương thì ở trong những trường hợp như vậy ấy, thì khi kỹ năng các bạn đạt mức thượng thừa rồi ấy, thì có khi là yếu tố chiến thuật nó chỉ còn chiếm mười đến mười thôi nhưng mà ở đây thì tôi không muốn tuyệt đối hóa tất cả mọi thứ. Ở đây tôi không muốn tuyệt đối hóa tất cả mọi thứ. Tức là trước đây có một cái cãi có một cái tranh cãi hồi mùa hè uh, giữa hai bạn huấn luyện viên uh, của, của Free Fire Việt Nam. Đấy là uh, có một bạn thì khẳng định là chiến lược, chiến thuật là một điều rất quan trọng và và chiến thuật sẽ đóng một vai trò rất quan trọng đấy nói chung là tôi cũng không không chính xác là như vậy nhưng mà về nôm na nó là như vậy còn một bạn huấn uh, luyện viên nữa thì bạn ấy bảo là uh, chiến thuật thì thật ra là không quan trọng lắm mà tất cả phụ thuộc vào kỹ năng còn huấn luyện viên thì chỉ đóng vai trò động viên tuyển thủ thôi thì thật ra ấy, cái này nó sẽ phụ thuộc vào cái 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 tư duy của cái tư duy chơi của mỗi đội thì vì có những đội họ sẽ chơi thiên về kỹ năng và có những đội họ sẽ chơi thiên về chiến thuật ví dụ như là bây giờ các bạn chỉ sở hữu những thành viên uh, mà có khả năng giao tranh không được tốt như là Reta sport đi thì khi mà vào trong giải đấu này các bạn buộc sẽ cần phải có một chiến thuật rất là kỹ và những cái điểm chạy bo, những vị trí đứng mà được chỉ định rất là kỹ thì các bạn mới có thể sống sót được qua cuộc chơi. Đấy, tức là người ta gọi là biết mình biết ta trăm trận trăm thắng còn tất nhiên là nếu mà các bạn là Borussia Sport các bạn là team Falcon đấy các bạn là Fluxo các bạn vừa có kỹ năng các bạn vừa có chiến thuật thì nó sẽ tốt hơn đúng không ở đây nó không phải là câu chuyện tuyệt đối hóa là cần cái gì hay không cần cái gì mà đây là đội của chúng ta mạnh về cái gì thì chúng ta phát huy cái đó thì WG là một đội mà không ai phủ nhận là kỹ năng họ rất cao Đấy Cyrus Kilin, tôi hãy xem livestream của Cyrus và Kilin ở trên trên trên, trên TikTok à, và và tôi thấy là các bạn ấy có những cái trận mà các bạn solo rank uh, 1 vs 4 rồi uh, bắn hai mấy ba mấy mạng thì về kỹ năng thì chúng ta không phải bàn rồi vì WG họ đang có một cái đội hình mà có một cái kỹ năng uh, thượng thừa nhưng cái điều quan trọng là khi mà The Cos có thể đứng đằng sau và đưa những cái chiến thuật nó di chuyển một cách hợp lý của The Cost và cái điều quan trọng nữa là một cái một cái quan trọng nhất của 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 WG đó là making decision tức là đưa ra những quyết định giao tranh thì cái mùa này WG đưa ra có quyết định giao tranh rất là tốt rất là tốt so với chính họ ở cái mùa Sea Spring mùa Sea Spring có một vấn đề là Kaylin chịu một cái trách nhiệm rất lớn trong chuyện uh, là côn trong chuyện côn nhưng mà ở thời điểm đấy green chưa quen và cái việc đưa ra quyết định giao tranh ở giai đoạn mùa xuân đợt trước họ chưa thành công bởi vì là có những tình huống mà họ khá do dự nhưng đến giai đoạn này thì sau khi có X -ball ấy, thì họ đảm bảo được khi mà có X-Ball thì wg họ đảm bảo được cái tổng lượng sát thương gây ra sẽ luôn vượt trội hơn so với đối thủ và khi tổng lượng sát thương của bạn đưa ra vượt trội đối thủ thì tất cả tình huống mà các bạn công một cách quyết tâm các bạn đều sẽ có thể mang lại rất là nhiều lợi thế thì đây là một trong những cái mà mà họ đã làm được thì ví dụ cái tình huống như thế này, cái tình huống này là một tình huống mà họ làm rất tốt nhé. Đấy, thực sự họ làm rất tốt trong cái tình huống nơi mà họ quyết định lao lên, lao vào cái vị trí nơi mà có cần cùng với cả tuy sợ đang giao tranh với nhau. Sau đó thì có một tình huống phòng ngự trước pha tấn công tới từ Attack Round. Tất cả những cái này ấy, nó đưa ra, thực ra từ bắt đầu cái phút mà họ công lên nó chỉ khoảng hơn phút hơn một một chút thôi và tất cả những cái này nó diễn ra trong vòng hơn một phút. Đấy và cái này nó là cái việc đưa ra quyết định giao tranh như thế nào nhưng tất nhiên là khi bạn đưa ra quyết định giao tranh các bạn bắn phải hay nữa đấy expo anh ta có liên tục những mạng gồm trong tình huống này tức là những tình huống xử lý nó phải chính xác còn khi các bạn đưa ra quyết định giao tranh nhưng kỹ năng của bạn không đủ thì đôi khi các bạn sẽ bị hiệu ứng ngược đấy tức là wg có kỹ năng và mùa này thì từ có cải thiện thêm cho đội về cái chiến thuật thì hai cái yếu tố này chúng ta không tuyệt đối hóa cái nào đấy khi mà khi mà chúng ta nói về esports khi mà chúng ta tìm hiểu về esports đấy các bạn nên nhớ là chúng ta không tuyệt đối hóa bất kỳ cái gì chúng ta sẽ không thể nói là đội tao chỉ cần kỹ năng thôi không cần chiến thuật hoặc là đội tao chỉ cần chiến thuật không cần kỹ năng cái đấy nó không đúng mà một đội cần phải có đủ cả hai thứ đấy có đủ hai thứ ngày trước khi mà tôi làm huấn luyện viên của esports ấy thì nhiều bạn bảo là thế bây giờ uh, ông uh, suốt ngày xem giải đấu tay to buổi tối ông suốt ngày uh, làm giải nó kia thì chiến thuật ông có nhiều rồi những chiến thuật đó vẫn phải cần có những người chơi kỹ năng cao như là neo như là thái sơn như, Atemis, như là như mạnh phan kỳ đấy thì nó mới hiệu quả chứ còn nếu bây giờ bốc một số các bạn tuyển thủ khác với cái chiến thuật mình đặt ra như vậy thì các bạn ấy cũng sẽ không làm được đấy thì phải có cả kỹ năng cả chiến thuật đấy là cả hai yếu tố nó là hai thứ không thể tách rời được không thể tách rời được nếu các bạn có kỹ năng mà các bạn không có chiến thuật thì các bạn sẽ sẽ dễ phải nằm lại sớm cho dù các bạn có một số lượng mạ gục đáng kể Đấy, còn trong trường hợp các bạn có chiến thuật mà không có kỹ năng thì các bạn sẽ chỉ chạy bo thôi và các bạn sẽ chỉ vào được trong bo cuối với khoảng 2 3 mạng hạ gục và như vậy thì các bạn sẽ rất khó cạnh tranh ở một vị trí top cao, các bạn không thể thiếu cả hai cái được. Vừa có kỹ năng vừa có chiến thuật thì nó vẫn là hơn. Thì mùa này WG có cả hai cái đấy. Và cái hàm lượng về chiến thuật của WG trong mùa này là tốt hơn rất nhiều. Cái thứ ba nữa, có một cái thứ ba nữa mà tôi nhấn mạnh đối với cả trường hợp của WAG, đấy là cái sự tỏa sáng cá nhân, tức là chúng ta có thể gọi nó là cái khả năng độc lập tác chiến. Thứ nhất là WOG như đã nói rồi, vì chiến thuật của mùa này họ vững Thế nên là khi mà họ di chuyển Ví dụ như là cái trận đấu mà họ nằm giành ở top 1 ở Trên đảo mặt trời này là rất đúng bài nhá Cửa sông họ không bị cạnh tranh với ai Bởi vì Penemin không dám nhảy vào giao tranh với họ Trong bao bột WG gì bây giờ giao tranh bao một tốt Đầu tiên là cải thiện khả năng giao tranh bao bột Không bị quét sạch sớm Và chúng ta khiến cho Penemin không thể nhảy vào cùng với chúng ta được Và chúng ta đi đúng bài Từ khu vực River Mouth, từ khu vực cửa sông Lên đó là khu vực Base Camp Ở Base Camp thì chúng ta clear được một team nữa ở đây chúng ta clear được team Mà chúng ta có được bình mạng gộp. Sau đó chúng ta tiến vào bo ở trong một cái hướng à, có lợi cho WG ở trên phòng bo này. Tức là mọi thứ đã diễn ra đúng bài thì khi mọi thứ diễn ra đúng bài rồi thì WG đã như tôi ngày hôm qua tôi đã nói rồi, đã giành được 50% cơ hội để có được bình một ván thi đấu tốt. Nhưng mà có một cái nữa là một cái, cái khả năng độc lập tác chiến. Cái này thì thật ra là cái này tốt hơn so với các đội Việt Nam rất là nhiều. Đấy, so với các đội Việt Nam khác như là cao với Sport như Heavy như huawei Sport thì WG còn có một cái lợi thế nữa về khả năng độc lập tác chiến thì tôi nghĩ là cái này nó đến từ cái việc mà họ có khả năng stream solo rank rất là tốt thì cái khả năng độc lập tác chiến là gì? Là khi chỉ còn một hay hai thành viên thôi thì mỗi thành viên họ tự biết cần phải làm gì. Thì cái này nó đang dần dần đang tiệm cận đến cái trình độ của người Thái Lan vì chúng ta thấy là các đội Thái Lan ấy cái, cái, cái đội Thái Lan các đội Thái Lan ấy kể ở khi còn một hai thành viên họ vẫn tìm cách xoay sở để làm sao mà đảm bảo được cái hiệu quả chơi tốt nhất ví dụ như ở Huế e Sport thì đối với trường hợp Huế e Sport thì tôi sẽ có một video nói riêng Huế e Sport vào ngày mai đấy nhưng ở Huế e Sport hiện tại tôi cảm giác là chỉ có Yan Bin và Shin là những người mà có thể hoạch định được ra những tình huống độc lập tác chiến còn cái khả năng này đến từ Death và Poppy thì chưa phải là quá tốt đấy trong khi đó WAG tôi nghĩ là cả Allen, cả Kralin cả Cyrus và cả Xbox cả bốn thành viên này đều có khả năng độc lập tác chiến nghĩa là nếu như chỉ còn lại một người thôi thì họ vẫn sẽ biết cách xoay sở để làm sao có thể chiến thắng ở trong tình huống giao tranh và đạt hiệu quả cao nhất thì cái đây là một thứ mà nó là đặc điểm riêng của WG nó là đặc điểm riêng mà chỉ có WG họ mới có ở thời điểm hiện tại Tức là mỗi thành viên họ đều độc lập tác chiến rất là tốt Cái này thì nó đến từ công sức của à, tôi nghĩ là từ Ghost và Dolphin ở trong những mùa giải trước Ở trong những mùa giải trước ấy, WG họ tập cho mình một cái bài đấy là Nếu như bị thua ở trong giao tranh bo 1 hay là bo 2 Thì họ có thể phân tán ra đi nhặt xu để mà có thể hồi sinh được Thì cái đó không phải là không có tác dụng nhá Cái đó thì tất nhiên bây giờ chiến thuật đó là Ao meta Nhưng mà cái tư duy độc lập tác chiến đó của WG đến thời điểm này nó vẫn sẽ phát huy tác và nó sẽ rất tốt khi mà các thành viên WG rơi vào cái thế mà chỉ có lại một hoặc hai thành viên thì họ sẽ biết cách phải tự làm gì để mà có thể đảm bảo được cái hiệu quả trong giao tranh thì cái này tốt hơn so với mùa trước rất là nhiều mùa trước thì WG họ làm rất tốt trong chuyện hồi sinh nhưng khi hồi sinh xong thì họ rất khó khăn trong cái chuyện là làm sao di chuyển vào bên trong bo Đấy, nhưng tất nhiên là uh, những cái gì mà chúng ta đang được xem ở WG mùa này vẫn đang là vòng bảng thôi. Và vòng bảng thì nó sẽ có những cái đặc điểm khác so với ở trận chung kết. Trận chung kết thì 12 đội sẽ chơi cẩn thận hơn và WG họ sẽ có ít không gian để chơi hơn. Nhưng ít nhất là ở thời điểm hiện tại chúng ta thấy là có một cái WG đấy là cái khả năng chơi solo của từng thành viên cũng rất là tốt. Đấy, nếu như chúng ta so với năm trước. Rồi điểm cuối cùng mà mà chúng ta sẽ nói với wog ở đây đấy, đấy là cái khả năng duy trì phong độ của họ qua các ván thi đấu mùa 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 trước wog có một cái uh, bị như này đấy uh, đợt trước w, mùa trước wog bị một cái như này tức là nếu như mà một ván thi đấu trước đó mà họ làm không tốt nó có thể ảnh hưởng tinh thần đến những ván thi đấu tiếp theo nhưng mùa này thì một trong những cái rất quan trọng của wog là mỗi ván thi đấu họ có thể tự phân tách ra thành những câu chuyện riêng nghĩa là ờ tôi có thể tôi có thể không bắn tốt trong bán thi đấu đầu tiên nhưng đến bán thi đấu thứ hai thì tôi có thể quên cái ván thi đấu trước đi tức là bây giờ đối với WG tôi nghĩ rằng là WG đã làm rất tốt trong chuyện là phân tách tâm lý của từng ván thi đấu nghĩa là nếu bạn có một ván thi đấu tốt ở trong ván thi đấu trước hay là không tốt trong ván thi đấu trước nó sẽ không ảnh hưởng đến ván thi đấu tiếp theo và WG cái này nó là tính kỷ luật và WG họ đã thiết lập được một tính kỷ luật tốt hơn đấy cái cái việc mà bạn phân tách được cái tâm lý của từng ván thi đấu nó liên quan đến tính kỷ luật nghĩa là mùa trước thì <laughs> có một số những ván thi đấu ấy mà WG họ bắn chốc ở trong ván trước và cái điều đấy nó kéo một cái chuỗi tâm lý cho nó ván thi đấu tiếp theo nó không được ổn nhưng mà mùa này thì kể cả ván thi đấu trước đó nó không thuận lợi thì ván thi đấu sau họ vẫn rất bình tĩnh họ triển khai theo đúng cái lối chơi mà họ đã muốn đấy và có thể họ sẽ comeback được ngay ở trong ván thi đấu tiếp theo thì cái này nó là một tính kỷ luật rất cao cái này là một tính kỷ luật rất cao mà tôi nghĩ rằng là Là WG hiểu là thiết lập được Thì đây cũng là một trong những thứ mà cải thiện hơn rất nhiều so với mùa trước à, <laughs> Có một cái vấn đề Của các đội Việt Nam của chúng ta từ trước đến nay ấy Là khi mà chúng ta bị rơi vào trong một cái chuỗi tâm lý Nó không được tốt Thì chúng ta thường là sẽ tạo ra một cái chuỗi đổ vỡ Về mặt phong độ Đấy tức là game một bắn dở, game 2 3 4 5 6 chúng ta cũng sẽ bị bắn nó không được ổn cho lắm và có thể chúng ta sẽ khiến nguyên cả cái ngày thi đấu đó vứt đi. Đấy, nhưng mà với với WG mùa này thì một trong những cái mà tôi đánh giá rất cao đấy là kể cả ván thi đấu đầu tiên nó không thuận lợi nhưng đến ván thi đấu thứ hai họ vẫn bình tĩnh, họ làm theo những cái kế hoạch đã đặt ra. Họ tức là họ có cho mình một cái kế hoạch phân tách giữa các ván thi đấu và ván nào xong thì đó là câu chuyện ở ván đấy đấy và không bị ảnh hưởng thì đây cái này cũng là một thứ mà chúng ta thấy các đội thái lan ấy các đội thái lan họ cũng như vậy các đội thái lan ít khi họ bị theo kiểu là thua hai ba ván liên tiếp liểng xiềng lắm có thể ván trước họ thua ván sau ngay tức họ có thể cạnh tranh được một vị trí top cao ván sau nữa họ lại thua xong ván thứ tư họ lại quay trở lại cạnh tranh vị trí top cao tức là chuyện nào ra chuyện đấy đấy thì đây cũng là một trong những yếu tố mà tôi nghĩ là cái sự cái tính kỷ luật ở trong lối chơi đấy, đã được tăng lên rất là nhiều thì tôi nghĩ là với tất cả những yếu tố đó đấy, Đầu tiên là về yếu tố con người Thay đổi à, Thay đổi cái vai trò của mỗi người ở Trong lối chơi đấy Thứ hai nữa là về mặt bổ sung chiến thuật đấy Về thời điểm Thứ ba nữa là về tính kỷ luật Và phân tách tư duy ở Trong các ván thi đấu Thì nó là những yếu tố mà giúp cho WG Mùa này chúng ta đang thấy họ đang có một phong độ rất ấn tượng À, còn đấy là nói về những ưu điểm còn có lẽ là nếu mà nói về mặt hạn chế thì tất nhiên là có ưu điểm thì cũng sẽ vẫn có nhược điểm vẫn có những sự hạn chế nhất định của wg ở trong những, một số trong những vấn đề về tham minh tức là trong những vấn đề về quan sát đối thủ wg vẫn chưa phải là một đội mà có cái khả năng quan sát đối thủ quá tốt đấy thứ hai nữa là về vấn đề tham minh trong chạy bo tức là à, tính toán thời điểm ở trong chuyện chạy bo nó đôi khi sẽ đưa wg ở một số những cái bất lợi nhưng mà tôi nghĩ rằng là những cái này thì phía the ghost à, Emma có rất là nhiều cái kinh nghiệm trong đối chơi từ Cos và và Dophin. Các bạn ấy hoàn toàn có thể nhìn nhận và chỉ ra được cho team Hoặc là bản thân Cyrus Killin Những người đã có rất nhiều kinh nghiệm Hoặc là bản thân Erlen Đấy, ở trong lối chơi của các bạn thì các bạn ấy có thể chỉ ra những vấn đề này và dần dần khắc phục thì hy vọng là nếu như mà chúng ta vẫn giữ được cái phong độ này và chúng ta cải thiện được thêm vấn đề về tham minh đấy và vấn đề về kiểm soát ở trong giai đoạn đầu game ở cái vị trí nhảy dù của mình thì thậm chí là mùa này WG có thể mờ một cái top rất cao biết đâu trước vô địch thế giới thì sao đấy, ok thì uh, trong talk show này tôi tổng hợp lại một số những vấn đề và nhìn nhận được từ WG và làm sâu hơn cái lối chơi WG như chúng ta đã thấy trong hai ngày thi đấu vừa qua thì cảm ơn bạn đã theo dõi và hy vọng là những video này giúp cho chúng ta hiểu biết hơn về eSports nha còn bây giờ thì xin chào hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau bye bye đừng quên like subscribe kênh biểu viên Riaki nha